chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mod Game. Video hôm nay được thực hiện dưới sự tài trợ của Castro Power One, nhãn hiệu dầu nhất hàng đầu thế giới. Hello anh em, năm 20 nghĩa là em yêu anh, hay ngày 20 tháng 5 là đại hội tỏ tình của dân Trung Quốc. Tuy nhiên, ngoài những con người có tình để tỏ thì vẫn còn đó những con người quyết tâm duy trì sứ mệnh FA. Có vẻ thấu hiểu tâm lý của con dân FA Trung Quốc và cả những game thủ ngoại quốc như tôi. Thế nên, nhà sản xuất Trung Quốc thường tranh thủ găm hàng để dành và chờ đến khi đồng hồ đã điểm là thay phiên nhau xả hàng, khiến đám game thủ vô cùng sung sướng. Từ đại hội NetEase năm 20 hoành tráng cho đến các tựa game khác cũng thay nhau tặng quà hoặc cập nhật event và thông tin mới. Trong số đó, cái tin áo cưới giấy 4 sẽ ra mắt sớm cùng đoạn trailer ma mị, có lẽ là thứ khiến fan cảm thấy phấn khích nhất. Tiếp theo thì mời anh em cùng mò xem lại đoạn trailer của áo cưới giấy 4 do nhà phát hành công bố, rồi chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu chuyện xung quanh nha. Các bạn đã biết gì chưa? Sau một thời gian ấp ủ và chờ đợi, Digibao New World và Digibao Legends Beta sẽ chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 5 và 31 tháng 5 sắp tới. Hãy đánh dấu ngay lịch để trở thành những nhà thám hiểm đầu tiên khám phá thế giới này nha! Truy cập digibao.io để có ngay những thông tin mới nhất nha! Có gì hot trong trailer mới của áo cưới giấy 4? Hiện tại thì nhà phát hành thông báo áo cưới giấy 4 sẽ được ra mắt vào dịp hè tháng 7 và đã cho đăng ký trước trên TapTap. Mà anh em lưu ý là phải tìm bằng tiếng Trung nha, chứ phần 4 chưa phát hành bản quốc tế bằng tiếng Anh đâu. Tìm không thấy lại bóc phốt tôi vì tội lừa đảo thì tội tôi lắm. Quay lại với câu chuyện, tuy rằng trailer trong áo cưới giấy 4 vẫn chưa lộ được thông tin gì về cốt truyện, nhưng dựa vào mô tả của nhà phát hành, chúng ta có thể tạm kết luận rằng phần game lần này sẽ không dính dáng nhiều đến ân oán hiện tại của thôn Tràng Linh. Việc này có thể hiểu là trong phần game này, phản diện chính Nhiếp Mạc Lê sẽ tạm lui về sau cánh gà để nhường chỗ cho một câu chuyện khác. Tuy nhiên, vì nhà phát hành vẫn xem đây là một phần của vũ trụ áo cưới giấy, vậy nên tôi nghĩ nó vẫn sẽ có liên quan hoặc đặt bối cảnh ở thôn Tràng Linh. Ngoài ra, trong một video do nhà phát hành up vào ngày 29 tháng 4, có một đoạn thoại nhỏ, anh em cùng nghe thử nha. Dù lời thoại nó có hơi ba chấm, nhưng mà anh em có cảm thấy đoạn này quen quen không? Với như anh em đã từng trải nghiệm trước áo cưới giấy 3, chắc chắn anh em sẽ nhận ra cách đọc này rất giống với âm thanh phát ra từ chiếc radio tìm thấy trong nhà kho của Nhị Gia Gia. Mà nội dung của đoạn radio đó nói về tục gả cho kỳ nương tử, cũng chính là quỷ tân nương trong áo cưới giấy phần 3. Chúng ta ôn lại bài cũ chút nào. Theo giải thích trong phần 3, kỳ nương tử là một tân nương giấy. Sau khi bị tế sống để làm vợ Lục Tán Bồ Tát thì oán hận chồng chất. Vì muốn trấn an oan hồn kỳ nương tử, Đại Vu Hiền đã lập nên một đền thờ bí mật cho cô ở từ đường thôn Tràng Linh, tuyên bố với người ngoài rằng cô có khả năng cho con để mọi người đến bái lễ. Tuy nhiên, người nào đến bái thì phải trả lễ cho kỳ nương tử bằng một đứa con trai để làm chồng của nàng. Tuy nhiên, sau đó Mạc Lê đã đến cướp pháp lực của kỳ nương tử, và đó là câu chuyện ở phần 3. Nên anh em nào muốn xem lại thì có thể xem video tôi làm lúc trước nha. Quay lại với câu chuyện, vì sự trùng hợp đó nên có khá nhiều người chơi suy đoán nhân vật chính của phần 4 sẽ chính là kỳ nương tử. Và cốt truyện ở phần 4 là quá khứ của kỳ nương tử và quá trình giải thoát cho nàng ta sau khi bị Mạc Lê cướp pháp lực. Thực ra thì giả thuyết này cũng khá là thuyết phục, nhưng với kinh nghiệm đã chơi qua 3 phần của áo cưới giấy và cộng thêm phần bệnh viện thứ 13 thì tôi xin kết luận spoil của nhà phát hành game này toàn là cú lừa cả. Chứ anh em nhìn cái ảnh của phần 3 đi, nhìn có ai nghĩ Mạc Lê tái xuất giang hồ, dấn thân vào con đường phản diện không? Là méo có. Đúng, hợp lý. Ban đầu tôi còn nghĩ là nhân vật nữ nào đó bị phụ tình các thứ ấy chứ. Xong cuối cùng thành ra Kiều Đồng mới là người bị hại. Đến khổ với ông phát hành luôn ấy. Nhưng mà nếu thế chắc cái video chẳng có gì để nói, nên thôi chúng ta tạm gác việc nhà phát hành hay tung cú lừa lại và giả thuyết tiếp nào.
Trong ảnh được đăng ở trang đăng kỳ trước, có một tấm ảnh đã thu hút sự chú ý của tôi. Chính là tấm ảnh một cái điện thoại cổ. Và trong đó khá giống chiếc điện thoại vào những năm 1880, vậy nên tôi cả gan suy đoán. Cú truy lần này, bối cảnh chính sẽ vào những năm cuối thời nhà Thanh, mà cao lắm là thời Dân Quốc. Có thể bối cảnh sẽ là quá khứ của Kỳ Nương Tử hoặc nhân vật nào đó của thôn Trang Linh. Cũng có thể chỉ là một đoạn flashback giống như quá khứ của Trúc Tiểu Hồng trong Áo Cưới Giấy phần 2 cũng không chừng. Tiếp tục trong phần đăng ký trước, nhà phát hành đã tung 5 bức ảnh hé lộ gameplay của phần 4 và tôi khá là chú ý những dòng chữ đỏ trên ảnh. Những dòng chữ đó lần lượt là 5 câu thành ngữ bao gồm Kim Ngọc Lương Duyên, Mộc Hủ Chú Sinh, Thổ Ngẫu Mông Kim, Kính Hoa Thủy Nguyệt, Hỏa Trúc Ngân Hoa, và mỗi câu đều có ý nghĩa riêng của nó. Thành ngữ Kim Ngọc Lương Duyên bắt nguồn từ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Thuở đầu nó mà hàm ý chỉ cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối thời phong kiến. Như vậy sau thành ngữ này được dùng để chỉ một mối lương duyên tốt đẹp. Thành ngữ Mộc Hủ Chú Sinh bắt nguồn từ bài luận về việc Tính Lăng Quân trộm phù cứu triệu, ý chỉ nếu làm việc không cẩn thận sẽ phạm sai lầm. Thổ Ngẫu Mông Kim xuất xứ từ tập luận thơ Đá Vạn Quý Giả Thị Vấn, tức trả lời câu hỏi trong thơ của Vạn Quý Giả của Đại Ngô Kiều, mà hàm ý nói một thứ gì đó chỉ được cái mã bên ngoài. Câu Kính Hoa Thủy Nguyệt thì hẳn chẳng còn xa lạ gì với một số anh em hay cày phim tàu rồi. Ý của câu này nghĩa là dùng để chỉ một cảnh tượng hư ảo không thể nắm bắt. Cuối cùng, Hỏa Trúc Ngân Hoa có xuất xứ từ tác phẩm Nguyên Tiêu của Chu Thục Chân, ý chỉ văn đàn kết hoa, khung cảnh rực rỡ. Kết hợp ý nghĩa của năm thành ngữ này lại với hình ảnh nữ chính trong video và câu đề Người và quỷ khó mà phân biệt, ngươi vẫn là ngươi ư của nhà phát hành. Tôi hình dung đây là một câu chuyện về một cặp đôi tình cảm mặn nồng. Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà hai người đã gặp phải một sự cố khiến cho cả hai phải chia cắt nhau. Mà khả năng cao là người gặp sự cố trong câu chuyện này chính là người nữ. Về phần sự cố đó là gì thì dựa vào câu người và quỷ với thành ngữ kính hoa thủy nguyệt và thố ngẫu mông kim, tôi đoán đó là người nữ đã bị hồn ma nào đó giả mạo thân phận và chỉ cần sơ sẩy một chút như không nhận ra người ấy là ai chẳng hạn, người nam sẽ phải đi đời. Ồ, ủa mà khoan, sao tự dưng nghe nó giống kịch bản của Áo Cưới Giấy 1 thế nhở? Tạm gác lại vấn đề giống đó đi. Nếu tiếp tục phân tích thì anh em hãy để ý thì trong bức ảnh này, với bức ảnh đầu tiên, tôi cảm giác nó giống một biệt viện của gia đình quý tộc. Kết hợp với hình ảnh chiếc điện thoại thì tôi nghĩ nhân vật nữ của kỳ này hẳn phải là một tiểu thư con nhà quyền quý, có tiền có thế. Vì thời đó không phải ai cũng có cái điện thoại này đâu. Ở bức ảnh thứ hai, ta sẽ thấy đó là một bức tượng có tạo hình giống với tạo hình của tượng thần tài. Nhưng vì bức tượng này mà áo đỏ và có dây tơ hồng quấn quanh nên tôi sẽ gọi nó là tượng Nguyệt Lão. Và bức tượng Nguyệt Lão này có tất cả 6 tài. Mà ai trong series Áo Cưới Giấy có 6 tài ha? Đúng rồi đó, chính là Lục Tán Bồ Tát. Vậy có lẽ nào, lần này chúng ta sẽ được combat với anh em cùng cha khác ông nội của Lục Tán Bồ Tát là Lục Thủy Nguyệt Lão không ta? Dù có phải hay không thì ta đều biết Nguyệt Lão sẽ liên quan đến tơ hồng, mà tơ hồng thì lại dính dáng đến nhân duyên. Trong phần giới thiệu, đội ngũ phát triển cũng đã nhắc đi nhắc lại từ tơ hồng và nhân duyên rất nhiều lần. Vậy nên tôi nghĩ câu chuyện lần này sẽ xoay quanh rất nhiều đến chuyện tình cảm, nhiều hơn hẳn mấy phần trước. Nhà phát hành vui thì chúng ta sẽ có cơm chó, mà buồn thì sẽ vừa chơi vừa khóc tiếng chó. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì có kinh nghiệm xương máu từ hai phần game trước, tôi xin trân trọng cầu phúc cho anh chị nào trở thành cặp đôi chính của phần 4 này. Vì chưa gì là tôi đã thấy drama ngập mặt rồi đó. Phần 4 dựa theo truyện La Sát Điểu trong Tử Bất Ngữ. Trong lúc lướt bình luận bên dưới video của nhà phát hành, tôi phát hiện có rất nhiều bạn nói rằng giới thiệu phần 4 có nhiều điểm tương đồng với câu chuyện La Sát Điểu được trích trong Tử Bất Ngữ. Mà anh em biết rồi đấy, Heartbeat Plus rất thích cái trò xây dựng cốt truyện dựa trên các câu chuyện xưa của Trung Quốc. Chẳng hạn, phần 1 là Thiến Nữ U Hồn, phần 2 là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, phần 3 là Kiều Hồng Ký. Vậy nên nếu phần 4 lại dựa trên một tác phẩm khác thì cũng không có gì là lạ. Chính vì vậy mà sau khi đọc bình luận, tôi đã lập tức lên Google để tìm hiểu về câu chuyện La Sát Điểu mà các bạn ấy nói đến. Đầu tiên để mà nói thì Tử Bất Ngữ của tác giả Vi Mai cũng tương tự với Liêu Trai Chí Dị, là một tác phẩm tập hợp các câu chuyện mang màu sắc Liêu Trai của Trung Quốc. Đa phần các câu chuyện trong Tử Bất Ngữ là vào thời nhà Thanh, vừa khéo đúng với giả thuyết bối cảnh phần 4 là vào thời nhà Thanh. Về La Sát Điểu thì đây vừa là câu chuyện, lại vừa là tên của một loài chim được ghi chép trong Tử Bất Ngữ. Tương truyền, hơi tỏa ra từ thi thể cực âm
tích tụ nhiều năm sẽ sinh ra một loài chim tên là la sát. Bên ngoài giống sếu nhưng to hơn. Chúng thích ăn mắt người, có thể biến hóa mô hình vạn trạng để mê hoặc người khác. Chuyện kể rằng vào năm Ung Chính trị vì, có một nhà nọ làm lễ rước dâu. Tân nương là con gái của một gia đình quyền quý. Khi đám rước đi ngang một ngôi mộ thì bị chim la sát nhìn thấy. Chim la sát gây ra một trận gió lớn thổi tung cửa kiệu. Một lát sau khi kiệu hoa đến nơi, tân lang ra đón thì phát hiện trong kiệu hoa có hai tân nương đang ngồi. Cả hai tân nương đều được trang điểm lộng lẫy giống nhau như đúc. Tân lang thì mừng như bắt được vàng, tự dưng cưới một mà lại được hai thì ai mà không vui chứ được. Tham lam. Vậy là tân lang và hai tân nương cùng nhau bái đường rồi vào động phòng. Một lúc sau, mọi người ở bên ngoài nghe thấy trong phòng tân hôn phát ra tiếng hét thì vội vã chạy vào. Thì phát hiện một con chim lớn xuất hiện trong phòng, còn tân lang tân nương nằm trong vũng máu. Sau khi chim la sát bay đi, mọi người hỏi hai vợ chồng thì được biết lúc chuẩn bị đồng phòng, tân nương bên trái đột nhiên biến thành chim la sát, sau đó móc mắt tân lang. Tân nương cũng chịu chung số phận. Về sau hai vợ chồng hồi phục, hết mực yêu thương nhau, nhưng tiếc là đôi mắt khi đó đã bị mù. Sau khi kể xong câu chuyện, anh em có cảm thấy đúng là có một vài điểm tương đồng với giả thuyết tôi nêu ra trước đó không? Đầu tiên là tân nương là con của một gia đình giàu có. Thứ hai là xảy ra biến cố khó phân thật giả. Thứ ba là nếu không phân biệt được thì người nam sẽ hẹo như chơi. Quả đúng luôn. Vậy thì là nó còn gì nữa? Nhưng mà just a minute. Nếu để ý thì cả ba phần game đi trước của áo cưới giấy đều lấy cảm hứng từ những tác phẩm đi sâu vào yếu tố tình cảm. Thậm chí là Kiều Hồng Ký của phần 3 cũng được xem là quyển tiểu thuyết ngôn tình đầu tiên của Trung Quốc. Vậy thì việc một tác phẩm mang hơi hướng liêu trai nhiều hơn là tình cảm như La Sát Điểu lọt vào thì có vẻ hơi lạc quẻ. Huống hồ là nhân vật nam trong La Sát Điểu còn vui mừng khi lấy cả hai người vợ luôn ấy chứ có sự phân biệt cái gì đâu. Điều này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng nhân vật nam mà series áo cưới giấy thường xây dựng chút nào. Vậy nên cá nhân tôi cảm thấy giả thuyết phần 4 này dựa theo câu chuyện về La Sát Điểu thì nó không được hợp lý cho lắm. Nhưng mà vì nó là giả thuyết nên ai biết được, đúng không nào? Cuối cùng, để kết thúc video thì tôi sẽ chốt lại những ý như sau. Áo cưới giấy 4 dự kiến sẽ được ra mắt chính thức trên Android và iOS vào tháng 7 năm nay. Nội dung chính sẽ xoay quanh 3 từ khóa là tơ hồng, người và quỷ, khó phân thật giả. Theo một tôi giả thuyết thì đây là câu chuyện về quá khứ của Kỳ Nương Tử và có thể chính là tiền đề để giải cứu Kiều Đồng ở phần sau. Hiện tại vẫn chưa biết cốt truyện của phần 4 được dựa theo tác phẩm nào. Nếu chính xác thì chúng ta phải chờ những thông tin tiếp theo từ nhà phát hành thôi. Và vì đây chỉ mới là những giả thuyết của mọt và góp nhặt trên mạng nữa nên anh em xem cho vui thôi. Còn nếu không vui thì hãy để lại giả thuyết của anh em bên dưới cho mọt biết với nha. Ngoài ra trong tương lai thì nhà phát hành sẽ xây dựng thêm một vũ trụ khác với tựa game Death Note. Chừng nào có tin mới thì tôi sẽ thông tin cho anh em nha. Nếu thấy hợp lý thì đừng tiếc cho mọt xin một nút like, lôi kéo bạn bè xem video để ủng hộ mọt nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye.